Xin chào quý vị. Hôm nay mình đi đến mộ ông bà, ông Nguyễn Văn Thớ, hay còn gọi là ông bà, ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, để quay lại cái ngày kỷ niệm ngày giỗ của ông bà cho các bạn nha. Đây rất là đông nha quý vị. Hôm nay là đông hơn mọi năm.
ở quận Cờ Đỏ có cô gái đang tìm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.